Hi Dad. Hi Lord. Mẹ đang nướng gà. Cái này từ thời bà ngoại để lại nè. Supposed to be in the window in the rocking chair. Yeah. Hai cô chú anh chị ơi, sáng nay chủ nhật thì Tony đang làm đồ ăn sáng nè. Sáng chủ nhật nào cũng vậy là anh muốn vô bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay ảnh đang làm thịt xông khói, rồi luộc trứng nữa, với có xúc xịt nữa, ăn với bánh mì. How many? Two? Chi's already eating sausages and toast, and I thought I'll do one for her as well. Okay. If she doesn't want it, then I'll eat it. Chào cô chú. Bữa sáng đã xong rồi nè cô chú anh chị, xin mời mọi người nha. Đây sáng nay chồng em làm một bữa sáng đầy đủ luôn nè. Xúc xích, trứng, thịt xông khói, bánh mì. Que gì đó. Ok. I'm waiting, babe. It's okay. Don't worry. Go ahead and eat, sweetheart, before it goes cold. Mấy bạn nhỏ đã ăn sáng xong rồi nè cô chú anh chị, bây giờ chơi game một chút xíu rồi sẽ đi qua nhà ông bà nội. Cái nhà sáng ra Kim đã dẹp rồi đó mà Chi nó chơi nó bài nữa rồi cô chú ơi. Bây giờ đang chuẩn bị đi qua nhà ông bà nội của Chi nè cô chú anh chị. Hôm nay chủ nhật ông bà nội nấu đồ ăn trưa. Bà nội. Dạ. Yeah. Cả nhà mình sẽ đi qua đó ăn trưa. Hôm nay tôi hết tiết rồi, mấy cái cây bông này nó vẫn mấy cái hoa nó vẫn còn, nó không có bị dập luôn á cô chú anh chị. Nó sừng sững lên lại luôn nè, nó sống dai nghe chưa. Nó chịu lạnh dữ lắm luôn. Tới nhà ông bà nội rồi. Ơi cái cây này của bà nội này có hoa đẹp quá trời luôn nè. Ba nội. Nghe là cây hoa hồng nè cô chú anh chị. Gốc bự quá trời, bữa nay nó lên tược rồi nè. Talk to myself. Hello there, princess. Come on, babe. Hi, Dad. Hiya, love. Oops. Hi. I'm starving. Oh, yeah. Right, okay. You had no breakfast, love. Problem with the chicken, it's had to go back in the oven. I don't know, what's wrong with it? What? I said, so are we, the dinner's not ready. Don't be grateful, she's what making it for you. No rush, we're late anyway. She's here. Oh, hôm nay mẹ để mấy cái cây bông vô đây luôn rồi nè. Cái cây lá. She's proud of you. What's she say? She said, well, whatever the teacher's name is. She's proud of you. Hi. Oh, watch out, babe. Oh, cái bông này bự quá trời luôn nè. Nó nở rồi nè. I came in right beside him, slided him from underneath and I got the ball and fell on me, but I didn't really. Đây là một cái phòng khách. Come from behind, it's a foul. I know, but I came from the side and got the ball. Đây có cái lò sưởi nè mọi người, cái lò sưởi điện. He said it was a foul. Well, because sometimes if it looks like you've come from behind. Cái này mẹ mới đổi nè, lúc trước là cái màu trắng xong rồi mẹ tặng người ta rồi. Mẹ tặng bạn rồi. Bây giờ mẹ mua cái bằng gỗ nè. Mẹ đang nướng gà.
Oh, don't you video my chicken and say it's not cooked. No, I didn't say that. But you say it now. So you did the vegetable already. No, don't do that. Đây con cá nè. Cá đơn à. I'm just saying to Grandad the other day, Cam, that you wanted one of those fish. I'm going to get you one in May when we go. Mom, I say you put a plant in here, it looks nice. I know, aren't I clever? Yeah. And one, that one. Range. Oh. What kind it does? Apple. Yeah. I like apple pie. I like it. Bà nội có cái cây sen đá đẹp quá trời luôn nè, như cái cây bông vậy đó. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nữa nè. Mấy cái nhỏ nhỏ này dễ thương quá. Thôi nghe nghe. Đây là ở trên lầu phòng ngủ của bà nội, con đừng có leo lên nha. Cái giường đẹp quá. Nội bữa nay nội có mấy cái gói mới nữa nè, cái gói bông bông nè. Trên đây có trái tim. Con tắt đi. Có cái con chó ngồi trên đây. Con chó này là của nội chi lúc trước nè, nó mất rồi. Đây mình thích cái này của mẹ lắm nè, cái này của bà nội chi, cái này xưa dữ lắm rồi. Cái này từ thời bà ngoại để lại nè. Mình cái này để đồ dơ hay là để quần áo gì trong đây cũng được á mọi người. Xong rồi ngồi đây thay đồ. Cái này là ông ngoại đó. My granddad. Đúng rồi. Why is he different like a boy though? Cái này là bà ngoại nè, với mẹ với lại cậu. Má. Why is granddad different like a boy? Nhà mẹ cũng có nhiều sen đá lắm cô chú anh chị. Đây là mẹ nè, bà nội nè chị. Má. Má, why is granddad different like a boy? Quanh thì giận đó. Cái này là ở sân trước nè. Trước nhà của mẹ chồng Kim á là có nguyên một cái dãy đồng luôn nè mọi người. Người ta thường thì người ta trồng lúa mì hoặc là trồng có đợt thì trồng bắp gì đó. Bây giờ thì mùa đông chưa có trồng nè. Đây là cái phòng của ông nội chi. Cái phòng này là để ông nội bây giờ ông nội không có làm việc nữa. Đúng rồi, ông nội không có làm việc nữa nhưng mà ông nội cũng có cái máy tính bàn. Ông nội có laptop nữa đó, có máy in nữa nè. Đây có một cây sen đá nữa. That's granddad, that's my dad. Đó là phía sau giường. Ma, that's my dad, that's my granddad. Ừ, mày biết rồi. I'm Austin Harriet, dad. Ông nội của Chi á, đánh đàn guitar cô chú. Ở nhà có nhiều đàn vậy lắm. Đây là ông nội Chi lúc còn trẻ nè. Đây là ông nội bà nội Chi lúc đám cưới nè cô chú. Mẹ chồng Kim á rất là thích để tóc ngắn luôn, hình như mình thấy cái hình nào của mẹ cũng là tóc ngắn hết á chứ cô chú anh chị. Cái đây là cái toilet với phòng tắm trong đây luôn á cô chú. Đây là cái phòng này là cái phòng của ba Chi hồi xưa nè. Bây giờ mỗi lần mà mình đến đây ở qua đêm á thì mình sẽ ngủ ở đây. Ở trên đây mẹ cũng thay cái rèm màu vàng luôn. Đây nè. Ôi cây hoa với nó nở rồi kìa. Đó là cái khu vườn của nhà cái bên đó cô chú anh chị. Có cái tủ.
ở nhà mẹ xài nhiều những cái đồ này lắm nè cô chú, mấy cái đồ mà đan lát rồi gì đó đây nữa nè. Pardon? I thought you were watching the football, pal. Con gà đã nướng xong rồi nè mọi người. Ba đang cắt. It look good. It looks fine, doesn't it? Don't you do that? Why don't you put the lights on? Bữa trưa đã xong rồi nè, xin mời cô chú anh chị nha. Ăn trưa xong rồi, bây giờ tới món tráng miệng nè cô chú anh chị. Hôm nay thì mẹ Kim có cái món bánh táo với lại cái món kia là không biết gọi là cái gì nữa mà giống như là có kem á, rồi ở trong có dâu tây. Mọi người ăn trưa xong rồi ăn tráng miệng mà ngồi trò chuyện nè cô chú anh chị. Ba chồng Kim á thì Kim gặp mỗi tuần, tại vì mỗi tuần cuối tuần là ba đến xem hai cái anh bạn này đá banh nè, là đến nhà Kim. Còn mẹ thì khoảng cả tháng nay rồi Kim mới gặp mẹ đó cô chú anh chị. Mẹ chồng Kim rất là ngại khi mà Kim quay phim đó, nhìn cứ tưởng đó là người lạnh nhạt hết mọi người, nhưng mà không phải đâu. Kim mà bỏ máy xuống là mẹ rất là vui vẻ, mẹ cười nói và mẹ ôm hôn mình, ôm rồi hôn, rồi hai mẹ con tâm sự. Ăn xong rồi mẹ dẫn Kim hai mẹ con đi ra ngoài vườn xem ở ngoài vườn với ở trong những cái cây giống mà mẹ ương ở trong nhà kính á. Tại vì năm nào mẹ cũng ương rất là nhiều những cái cây hoa giống, ương cho Kim một ít nữa rồi tặng hàng xóm đó mọi người. Những cái khoảnh khắc đó thì Kim không có quay, tại vì mẹ không có được thoải mái khi mà quay phim á, cho nên là Kim cũng không có quay nữa. Cái bánh táo này ăn cùng với cái sốt custard nè mọi người, ăn rất là ngon luôn, lần đầu Kim ăn cái sốt này luôn á. Rồi chị đang đây. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.